dạ bây giờ thời gian cũng hết hết ha. Dạ đúng rồi, chắc chắn trước khi đi là phải hát đúng không ạ? Dạ nhạc sĩ Minh Đức hát một bài. Cái món quà này quý lắm đó nha. Đây có lẽ là cái người duy nhất trong đêm nay không có định tập với ban nhạc. Thành ra là cũng xin lỗi ban nhạc mà làm khó ban nhạc. Nhưng mà thấy cái gì tự nhiên, nó vẫn hay. Và mùa này là mùa Vu Lan thì Minh Đức xin gửi đến các anh chị, các bạn một bài hát mới nhất. Minh Đức viết về mẹ, bài hát Mẹ Trong Giấc Mơ Tôi. Mời quý vị cùng nghe. Trong giấc mơ tôi thấy mình ngày ấy bé thơ, sau lưng mẹ cười nói ngây ngô, suốt con đường mẹ chở tôi đến trường. Trong giấc mơ tôi thấy mình dù đã lớn khôn, bên bạn bè còn mãi sống chơi, quên mẹ tôi ngược xuôi cả đời. Trong giấc mơ tôi thấy mẹ nhìn trốn hư vô, nhớ tháng ngày bồng bế con thơ, mẹ ngồi ru lòng trẻ vui. Trong giấc mơ tôi thấy mẹ nhìn trốn xa xăm, tôi không về mẹ đêm tháng năm, lòng chợt thương cháy rằng. Trẻ con lạc giữa phố phường, mẹ tôi ở cuối con đường, đường xa hun hút. Mẹ nắng vàng nhẹ vuốt tóc tôi thèm mình mãi bé thôi, để luôn bên mẹ, được mẹ yêu suốt đời. Trong giấc mơ tôi thấy mình ngày ấy bé thơ, sau lưng mẹ cười nói ngây ngô, suốt con đường mẹ chở tôi đến trường. Trong giấc mơ tôi thấy mình dù đã lớn hơn, bên bạn bè còn mãi dòng chơi, mẹ tôi ngược xuôi cả đời. Trong giấc mơ tôi thấy mẹ nhìn trốn hư vô, nhớ tháng ngày bồng bề con thơ, mẹ ngồi ru lòng chợt vui.
Love.